Xin chào Hội Thánh. Good evening, everyone. We thank you for being here today, and we invite you to rise up and let's together usher in the presence of the Lord. We'll go ahead and open us up in prayer, and then we'll go ahead and begin. Lord Jesus, we thank you, Lord, for another evening, God, that we can come before you, Lord. Father, you are so good to us, and we are so grateful, Lord, that you love us so much. God, that you know us from the inside out, Lord, and you tell us everything, Lord, that we've been through. Father, that other people may see, Lord, how you know us so well, God, that opens up revival for them, Lord. Just as the Samaritan woman, Lord, at the well, whom you shared all of her details, Lord, so wonderfully, so needfully made, Lord, that you shared with her, God. She went back to the city, Lord, and shared the goodness, Lord. And that day, Lord, those 2 days that Jesus stayed there, God, many people were added into your kingdom, Lord. So, Father, let that revival, Lord, be within us, God. And then when people look at us, they say, look at those people. They're different. They're set apart for a purpose. So, Father, we thank you, Lord, and we ask, God, that you be with us. And let us praise you, Lord. And we ask, God, that you receive this worship tonight, God. Thank you, Lord. Turn it for good.
for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Jesus, my anchor on the ground.
said, you never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor on the ground, my hope and firm foundation. You never let me down. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting, same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. And generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. You will always be holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear his name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and again, and the angels cry, holy, all creation cries, you are lifted high, holy, and holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings.
the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be. Creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy And he answered, I sought the Lord, and he heard, and
and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. That's why I trust him. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail.
Jesus' name above all names, you are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Jesus' name above. Father, to you be the praise, Lord, as we worship you this evening, God. God, we ask, God, that you continue to pour your beautiful songs that you sing over us, oh Lord, into our lives, God. For us, Lord, for our edification, God, but also, Lord, for those that are around us, God. Especially, Father, those that do not know you, Lord. God, we ask, God, that they start to begin to ask questions after questions, Lord. That the temples that we are before you, Lord, where your Holy Spirit resides, God, we ask, God, that the questions arise, Lord, that your visitation towards us, God, delivers them from their bondage and brings healing to their souls and to their lives, oh Lord. God, that we can begin to add more people into your kingdom, God. That is our purpose, Lord, to declare your gospel, Lord, your goodness. Father, you are so great, Lord. We worship you, God. It is for you, Lord, that we bring this praise tonight, God, and we ask, God, that you move, Lord. Move in the praises, oh Lord. Father, just as blind Bartimaeus stopped you, Lord, from your walk, God, we ask, God, that you take an attentive ear, Lord, to listen to us, oh God, as we bring you these praises, Lord. How great are you, God? How great are you, God? Sing with me, how great, how God. Oh, we'll see how great
how great is our God. Hallelujah, 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 God. Father, we worship you, Lord. We thank you, God, for being with us this evening, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, church. Good evening to everyone this evening. Chào buổi tối quý hội thánh. Chào, xin chào hết thảy quý vị đang có mặt tại buổi tối ngày hôm nay. I don't know about you, but the week has gone by so fast, but praise the Lord, we are able to end this work week to be able to gather here to worship our Lord Jesus Christ. Tôi không biết là quý vị đã cảm thấy như thế nào, nhưng mà đối với cá nhân tôi thì tuần vừa qua trôi qua thật là nhanh. Nhưng mà cảm ơn Chúa bởi vì Chúa Ngài đã cho chúng ta có một tuần lễ thật là tốt đẹp. Và bây giờ chúng ta kết thúc một tuần lễ đó bằng cách là chúng ta tề tụ tại nơi đây để nhóm họp và ngợi khen Chúa. We pray that your week has been going well. Lời cầu nguyện của chúng tôi đó là một tuần vừa qua quý vị đã có một cái tuần tốt đẹp. And we have some good news from what Julianne tells me. Pastor Khan and Pastor Sam should be flying into Houston back home, and they should land around 10:40 p.m. this evening. Tôi có một tin tức tốt lành cho hội thánh, đó là buổi tối ngày hôm nay lúc khoảng 10:40 thì mục sư Khánh và mục sư Sam sẽ có mặt trở lại tại Houston. So let's pray for them that they will land safely. And pray for them as they adjust back into the U.S. Central time. Cho nên là xin chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho phi hành đoàn cũng như là chuyến bay của các quý mục sư được hạ cánh an toàn, cũng như là xin Chúa Ngài bổ sức và cho các quý mục sư được trở lại cái thời gian của Houston một cách nhanh chóng và các quý mục sư không bị quá mệt mỏi. I believe they're ministering this Sunday, and so they're always ready to be used by God, even when they get back from a 2-week trip from Vietnam. Tôi biết rằng là chủ nhật tuần này thì hai mục sư của chúng ta sẽ vẫn hầu việc Chúa tại hội thánh, và điều này khích lệ tấm lòng của tôi bởi vì tôi được nhìn thấy rằng là cho dù các quý mục sư vừa mới trở về từ chuyến đi dài suốt 2 tuần, nhưng mà các quý mục sư luôn sẵn lòng phục vụ Chúa. And I'm sure we'll hear great testimonies of how God used the team over in Vietnam. Và tôi tin chắc rằng là các quý mục sư sẽ chia sẻ cho chúng ta những tin tức tốt lành về như thế nào Đức Chúa Trời Ngài đã sử dụng họ trong suốt 2 tuần mà họ đã ở Việt Nam. I'm sure Bakun, who's sitting over there, he was on the team, and so I'm sure he has great testimonies to share how God is not only moving here at VBC Houston, but all around the world. Và tôi tin chắc rằng những quý vị đã cùng phục vụ trong đoàn truyền giáo cùng với mục sư, ví dụ như là Bác Cường, thì cũng sẽ có những lời làm chứng và chia sẻ cho chúng ta về những điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời Ngài đã sử dụng đoàn cũng như các quý mục sư không chỉ ở tại VBC Houston mà thôi, mà còn ở khắp trên thế giới. So tonight we are going to pray for our church. Tối hôm nay thì chúng ta sẽ cầu nguyện cho hội thánh của chúng ta. And we will continue to pray about how to keep the revival fire burning. Và chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa Ngài giữ cho lửa phục hưng luôn cháy. And in particular tonight we will pray for an open gate of heaven upon our church. Và chúng ta, đặc biệt là tối hôm nay, chúng ta sẽ cầu nguyện để xin Chúa Ngài mở các cửa của trời. And the passage and scripture that we will be looking at this evening comes from Genesis chapter 28. Và chúng ta sẽ tập trung vào phân đoạn Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 28. And we will be talking today about Jacob. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tập trung vào câu chuyện của ông Jacob. And we are very familiar, most of us, about the story of Jacob. Hầu hết chúng ta hẳn là đã quen thuộc với câu chuyện của ông Jacob, phải không?
back in chapter 27, we learn that Jacob is a twin. He's one of two brothers. His older brother is Esau. Trong sách Thế Ký đoạn 27 thì chúng ta đã học được rằng là ông Jacob là một trong hai anh em sinh đôi và anh của ông là Esau. So Jacob uses deceit and trickery to try to get Isaac's blessing, his father's blessing, for the blessing of the firstborn. Và ông Jacob đã dùng nhiều cách để lừa và có thể chiếm đoạt được quyền con trưởng nam của Esau. And so he does get his father's blessing, and because of that, Esau is very mad at him. Và cuối cùng thì ông đã chiếm đoạt được quyền con trai trưởng. Vì thế nên là Esau rất là giận ông. So Jacob flees and runs away because he knows that Esau is angry at him and that Esau actually wants to kill him. Và bởi vì ông biết là anh của mình là Esau rất là giận và muốn giết ông, cho nên là ông đã trốn chạy. So Jacob travels towards the city of Haran. Ông đã trốn chạy đến thành Charan. And he stops in a particular place to rest for that evening. Trên đường đến thành này thì ông đã dừng chân tại một nơi đặc biệt. And you can imagine. Đó là thành Bethesda. There must be a lot going on in his mind. He might be stressed, he might be alone because he's traveling by himself. Và chúng ta có thể tưởng tượng được rằng là trong cái khoảng thời gian đó thì ông đã trải qua rất là nhiều cảm xúc, ví dụ như là căng thẳng và đơn độc bởi vì ông chỉ có một mình mà thôi. But that evening, God speaks to him in a dream. Nhưng mà buổi tối hôm đó thì Đức Chúa Trời Ngài đã nói chuyện, trò chuyện cùng ông thông qua một giấc mơ. And so let's pick up the story here in Genesis 28, chapter 28, verses 11 through 15. Giờ này thì chúng ta hãy cùng đọc Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 28 từ câu 11 đến câu 15. I'll read it here. And he took one of the stones of that place and put it at his head, and he lay down in that place to sleep. Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth, and its top reached to heaven. And there the angels of God were ascending and descending on it. Verse 13. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham, your father, and the God of Isaac. The land on which you lie I will give to you and your descendants. Also your descendants shall be as the dust of the earth. You shall spread abroad to the west and to the east, to the north and to the south. And in you and in your seed all the families of the earth shall be blessed. Verse 15, behold, I am with you and will keep you wherever you go and will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Người lấy một hòn đá làm gối đầu và nằm ngủ tại đó. Bàn chim bao thấy một cái thang bắt từ dưới đất đầu đến tận trời. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. Này Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Isaac. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang nằm ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông như các bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Amen. Amen. So this is Jacob's actually first recorded encounter with God. Đây là lần đầu tiên mà ông Jacob được gặp Chúa. Previously, God had spoken to Isaac and his father and also to his grandfather, Abraham. Trước đó thì trong Kinh Thánh đã bày tỏ Đức Chúa Trời Ngài đã phán cùng với cha của ông là Isaac cũng như là ông nội của ông là Abraham. Later on, we'll read that Jacob encounters God more in even in a situation where he actually wrestles with God a few chapters later. Và sau này trong Kinh Thánh đoạn thứ 32 cũng sẽ miêu tả về lần mà ông sẽ được gặp Chúa lần tiếp theo, và trong lúc đó là ông sẽ vật lộn cùng với Chúa. So in the scriptures that we just read this evening, we are going to unpack and really look into these verses to see how we can pray in particular tonight for 5 different prayer points. Thông qua đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cũng như là nhìn vào 5 điều mà chúng ta cần phải cầu nguyện cho hội thánh buổi tối ngày hôm nay.
So the first prayer point that we are going to pray about is to pray for an open gate of heaven over VBC Houston, and in particular to see angels ascending and descending. Điều thứ nhất mà chúng ta cần cầu nguyện đó là chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài mở cửa của trời trên VBC Houston để chúng ta có thể thấy được thiên sứ đi lên đi xuống. So in this dream that Jacob has that God speaks to him in, we see a ladder. Trong giấc mơ mà ông Chúa Ngài cho ông Jacob nhìn thấy thì chúng ta thấy ở đây có một cái thang. And we know the purpose of a ladder, it connects a lower point to a higher point. Chúng ta biết là mục đích của cái thang được dựng nên để làm gì, đúng không ạ? Đó là để kết nối một điểm ở dưới thấp và một điểm ở phía trên. So this higher point we cannot reach unless we have a ladder. Cho nên chúng ta không thể nào mà đi lên cái điểm ở phía bên trên được nếu mà chúng ta không có một chiếc thang. And I don't know if you've ever seen these tall ladders, but if you ever climb up a very tall ladder, if you're scared of heights like me, it can be kind of scary at the top. Và tôi không có biết là quý vị đã từng nhìn thấy những cái thang rất là to và cao ở ngoài đời chưa. Nhưng mà nếu như là cá nhân tôi là một người rất là sợ độ cao, nếu như mà tôi ở trên cái đỉnh cao của cái thang đó thì tôi cảm thấy rất là sợ. And so in this dream, we read that there are angels ascending and descending on this ladder. Trong giấc mơ của ông Jacob thì ông được nhìn thấy thiên sứ họ đi lên đi xuống cái thang này. And we know that angels have a very specific role and purpose. They are messengers of God. Các thiên sứ có một vai trò rất là đặc biệt bởi vì họ là người đưa thư của Đức Chúa Trời. They help share the message of God. Họ giúp Đức Chúa Trời chia sẻ sứ điệp của Ngài. They help encourage believers and minister to believers. Họ giúp đỡ cũng như là khích lệ các cơ đốc nhân. And they help protect us as well. Và họ cũng bảo vệ chúng ta nữa. Even Jesus was ministered by angels when he fasted in the wilderness or desert for 40 days and 40 nights. Ngay cả khi mà Chúa Giêsu ngài bị cám dỗ bởi Satan ở trong đồng vắng thì trong lúc đó các thiên sứ cũng kề cạnh và hầu việc ngài. And angels don't rest during the day or night. Các thiên sứ họ không ngơi nghỉ cho dù là ngày lẫn đêm. And we also read in the Bible that angels worship God in heaven. Và trong Kinh Thánh thì chúng ta cũng được biết rằng là các thiên sứ họ ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời. So we will pray today about praying that God will send his angels to us in VBC Houston to minister us so that we can also be strengthened and encouraged during those difficult times and also to be able to minister to others. Cho nên là chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa Ngài sai các thiên sứ đến để giúp đỡ và khích lệ chúng ta, để chúng ta được ban sức mới, hầu cho chúng ta cũng có thể đi ra ngoài kia và làm công việc cho Chúa, cũng như là chúng ta được mặc sức mới trong những thời gian mà chúng ta gặp khó khăn. And praise God that we have access to heaven, because living life here on earth is very difficult. So praise the Lord that God can send his angels to minister to us. Ngợi khen Chúa bởi vì Chúa Ngài luôn luôn sai thiên sứ của Ngài đến để giúp đỡ cũng như là khích lệ chúng ta. And we pray that not only will God send his angels ascending and descending to VBC Houston. Và chúng ta cầu nguyện không chỉ xin Chúa Ngài ban các thiên sứ đi lên đi xuống trên thang của Ngài cho VBC Houston. But we also want to pray that God will open up the gate of heaven and bless the work here at VBC Houston. Mà chúng ta cũng cần phải cầu xin Chúa ngài mở rộng các cánh cửa của trời của ngài ra để ban phước cho các công việc mà VBC Houston làm. Let's read from Deuteronomy chapter 28 verse 12. It reads, "The Lord will open to you his good treasure, the heavens, to give the rain to your land in its season and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow." Xin chúng ta hãy cùng đọc Kinh Thánh trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 câu 12. Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay và ngươi không vay ai. Let's continue as we step further into the year that God will bless the work here at VBC Houston. Nguyện xin hội thánh chúng ta hãy cùng cầu nguyện để xin Chúa ngài tiếp tục
ban phước cho những công việc mà Hội Thánh VBC Houston của chúng ta làm trong suốt năm 2024 này. Next month we will celebrate 41 years of ministry at VBC Houston. Tháng sau thì chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng 41 năm ngày thành lập Hội Thánh VBC Houston. If you go out in the foyer, I know everyone has seen the wall of photos from the past 40 years. Tôi tin chắc rằng là hầu hết các quý vị ở đây đều quen thuộc với cái tường mà năm ngoái Hội Thánh đã làm, bức tường mà bao gồm rất là nhiều những bức ảnh trong suốt 40 năm của VBC Houston. It's a reminder that God has been faithful all those years and has blessed the land here at VBC Houston. Đó cũng là một lời nhắc nhở về sự thành tín của Đức Chúa Trời trên Hội Thánh VBC Houston và vùng đất mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho Hội Thánh của chúng ta. And as we step further beyond 41 years, our prayer is that God will continue to rain his blessings upon heaven, upon us as VBC Houston. Và trong lúc mà chúng ta bước vào năm thứ 41 và những năm tiếp theo nữa, thì chúng ta tin rằng là Đức Chúa Trời Ngài sẽ đổ cơn mưa của Ngài xuống vùng đất của VBC Houston. As you know, there are so many people in our community, around our city, that need to hear the gospel. Bởi vì Hội Thánh cũng biết rằng là có rất là nhiều người ở ngoài kia trong cộng đồng của chúng ta, trong thành phố của chúng ta cần được nghe về Chúa Jesus Christ. So let's pray that God can continue to intervene from heaven and send his angels ascending and descending to bless us and so that we can be used to be a blessing to those around us. Và chúng ta hãy cứ tiếp tục cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước cũng như là ban các thiên sứ đi lên đi xuống trên thang của Ngài để có thể ban phước cho Hội Thánh của chúng ta, ban phước trên công việc của Hội Thánh để chúng ta có thể ra ngoài kia và cho nhiều người được biết đến Ngài. Prayer point number two, we will pray for an invasion of the Holy Spirit to take place. Điểm thứ hai chúng ta cần cầu nguyện đó là chúng ta xin Đức Thánh Linh Ngài tràn ngập sự hiện diện của Ngài tại Hội Thánh VBC Houston. Isaiah 64 verse 1 reads, "Oh, that you would rend the heavens, that you would come down, that the mountains might shake at your presence." Kinh Thánh sách Esai đoạn 64 câu 1 có chép rằng, "Ôi, ước gì Ngài xé rách các tầng trời, Ngài ngự xuống và làm rúng động các núi trước mặt Ngài." So that is our prayer that God will tear up the heavens and that his presence and power would come upon the city of Houston and upon VBC Houston. Và chúng ta hãy cầu nguyện là Chúa Ngài sẽ xé rách các tầng trời và Ngài tuôn đổ quyền năng cũng như là các ơn phước của Ngài trên Hội Thánh của chúng ta và thành phố của chúng ta. Because we know that when God enters a situation, he can change things. Bởi vì khi chúng ta biết là khi Đức Chúa Trời Ngài can thiệp vào một hoàn cảnh nào thì Ngài có thể thay đổi tất cả mọi thứ. And he can shake things, amen. Và Ngài có thể làm chuyển động và lay động mọi thứ. Amen. And we need to pray that we can be empowered by the Holy Spirit because it's only by the power of the Holy Spirit, only by him can we go out there and preach boldly and minister boldly. Và xin Chúa Ngài cũng ban quyền năng trên chúng ta bởi vì chúng ta biết là chỉ qua quyền năng của Ngài mà chúng ta có thể ra ngoài kia và làm chứng về phúc âm của Chúa một cách giản dị. If you've ever taken growth track here at VBC Houston, the first class that we have, we learn about the story of VBC Houston. Nếu như quý vị đã từng học các lớp của tiến trình tăng trưởng, thì quý vị sẽ nhớ rằng trong lớp đầu tiên chúng ta đã được học về lịch sử của Hội Thánh VBC. And it was back in 1996 when the Holy Spirit visited our church. Vào năm 1996 là năm mà Đức Thánh Linh đã thăm viếng Hội Thánh của chúng ta. And VBC Houston has never been the same since. Và kể từ đó thì Hội Thánh của chúng ta không còn như trước nữa. During those services, the Holy Spirit was able to set people free and also to empower people to minister to others. Và trong những cái buổi nhóm của năm 1996 đó thì Đức Thánh Linh đã giải phóng, giải cứu cho rất là nhiều người. And may we be a people that ban quyền năng cho họ. May we be a people that consistently seeks the Holy Spirit each and every day and be asked, be filled by him. Và nguyện xin Chúa Ngài cho chúng ta trở thành những cơ đốc nhân mà luôn luôn tìm kiếm Ngài và luôn luôn khao khát được được Ngài ban cho quyền năng. May he give us the boldness to minister to the people here and outside the four walls of this church.
Nguyện xin Chúa Ngài ban cho chúng ta sự dạn dĩ để chúng ta có thể chia sẻ về Chúa cho những người mà chúng ta thân quen, không chỉ cho những người chúng ta thân quen mà cho những người xa lạ ở ngoài kia nữa. So about a month ago, there was a person that works at my office that I manage and he works under me. Một tháng trước thì có một người nhân viên làm việc dưới trướng của tôi. He's an older gentleman and he's been having a lot of falls at his apartment at home. Ông là một người cũng khá là lớn tuổi rồi, cho nên là ông sống một mình, và vì ông sống một mình cho nên là đôi khi thì ông bị té ngã một mình ở nhà. Well, one week he felt really bad where he had to go to the hospital. Có một lần thì ông đã bị ngã rất là nặng cho nên là ông phải vào bệnh viện. And he sustained a pretty bad brain injury. Và ông não của ông đã bị chấn thương rất là nặng. He was telling me his brain like shifted a few centimeters or millimeters, I'm sorry. Và não của ông đã bị dịch dời khoảng một vài centimet khỏi vị trí của nó. So he was in the hospital and I wanted to just go visit him to see how he was doing because he just had a procedure or surgery. Và tôi khi tôi đến thăm ông thì tôi đã hỏi rằng là tôi có thể cầu nguyện cho ông được không? He was telling me his headache was still bad. Thì ông cũng có nói với tôi rằng là ông có những cái cơn đau đầu rất là nặng. And for many of us, sometimes it makes us nervous to pray and declare healing for people outside of the church. Đối với rất là nhiều người trong chúng ta thì việc mà chúng ta cầu nguyện cho một người mà chưa biết đến Chúa thì cái việc đó làm cho chúng ta cảm thấy rất là hồi hộp và lo sợ. And be honest, I get nervous too. Và thành thật mà nói thì cá nhân tôi cũng cảm thấy như vậy. But we know that Pastor Khan has taught us that we need to go out there boldly and declare healing on people. Nhưng mà Mục sư Khánh đã chỉ dạy cho chúng ta đó là chúng ta cần phải ra ngoài kia một cách giản dị và công bố sự chữa lành cho nhiều người mà họ chưa được biết đến Chúa. So I was in this hospital room with them and the Holy Spirit, you know, prompted me to, you know, pray for him and for me to have the boldness. Trong lúc mà tôi và người nhân viên của tôi ở trong phòng bệnh viện đó thì Đức Thánh Linh đã thúc đẩy tôi để tôi có thể mở lời và hỏi ông là tôi có thể cầu nguyện cho ông được hay không. And I don't think he's a believer, but when I asked him, "Hey, do you want me to pray for you?" He agreed and said yes right away. He didn't decline me wanting to pray for him. Tôi không nghĩ người này là một cơ đốc nhân, nhưng mà khi tôi hỏi ông là liệu tôi có thể cầu nguyện được cho ông được hay không, thì ông đã không chần chừ và đồng ý ngay lập tức. And so I told him I was gonna, if it was okay, can I just touch your shoulder? And I don't know how you can translate this, but you know he was very yaitung because he bowed his head down and you know he was just very sincere. He got into that prayer posture. Tôi hỏi ông là tôi có thể đặt tay lên trên vai của ông được hay không, và ông lập tức đồng ý cũng như là cúi đầu và chắp tay lại và cúi đầu để vào cái tư thế là được cầu nguyện. So I began to just pray for him and declare healing. Tôi bắt đầu cầu nguyện cho ông và công bố sự chữa lành. And you know, afterwards, I asked him, "Hey, you know, how are you feeling? How's your headache?" Sau đó thì tôi có hỏi ông là ông cảm thấy như thế nào và ông có còn cảm thấy nhức đầu hay không? And he said, "You know, it feels better. Thank you for praying for me." Ông mới nói rằng là tôi cảm thấy khá hơn rồi. Cảm ơn bạn, cảm ơn anh vì đã cầu nguyện cho tôi. He still needs his full healing, but I want to use that opportunity to witness to him and continue to pray for him so that he can get his full healing and hopefully he can encounter God for himself. Ông vẫn trong giai đoạn phục hồi và chưa được chữa lành hoàn toàn. Tuy nhiên, tôi rất là biết ơn bởi vì cơ hội đó, bởi vì tôi được làm chứng cho ông cũng như là và để cầu nguyện để cho ông và để ông có thể được chữa lành hoàn toàn. And I know many here in this place are being used by God in your workplaces or outside the four walls yourselves as well. Và tôi biết rằng là có rất là nhiều người đang có mặt ở tại nơi đây cũng đang được Chúa sử dụng để chúng ta có thể làm chứng cho nhiều người ở ngoài kia trong chỗ làm của quý vị hoặc là ở những nơi mà quý vị có thể gặp. I think GE, you shared up here on a week night before about how God's using you to declare healing people at your workplace, at your business. Amen. Và tôi cũng nhớ rằng là có một lần chị ý cũng đã làm chứng về việc Chúa đã sử dụng chị để làm chứng về Chúa cho một người khác ở tại chỗ làm của chị. So let's continue to be a people who seek the Holy Spirit to be used by him to bring
healing to those around us and to share the gospel. Cho nên là chúng ta hãy tiếp tục tìm kiếm Chúa và được tìm kiếm những cơ hội mà chúng ta có thể được sử dụng bởi Ngài để có thể làm chứng cũng như là cầu nguyện chữa lành cho người khác. Amen. Amen. Prayer point number 3. Let's pray that all spiritual gifts are released in VBC Houston. Điểm chúng ta cần cầu nguyện thứ ba đó là cầu xin Chúa Ngài phóng thích mọi thứ ơn trên VBC Houston. Let's read from 1 Corinthians chapter 12 verses 4 through 7. Chúng ta hãy cùng nhau đọc Kinh Thánh Côrintô nhất đoạn 12 từ câu 4 đến câu 7. There are many diversities of gifts, but the same Spirit. There are differences of ministries, but the same Lord. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Vả có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. And praise God that here at VBC Houston, we have members who have just so many different gifts from the Holy Spirit. Cảm tạ ơn Chúa bởi vì Chúa cho hội thánh VBC Houston của chúng ta có rất là nhiều thành viên, có rất nhiều tài năng talent đến từ Chúa. Now, no one has all the gifts, but each one of us, the gifts that God has given us, we can use it collectively as a body to minister to those who come in. Không có ai là có tất cả các talent trên đời này cả. Tuy nhiên, Chúa vẫn sử dụng mỗi một chúng ta với talent mà Chúa Ngài đã ban cho chúng ta để chúng ta có thể hầu việc công việc của nhà Chúa cũng như là giúp đỡ những người khác. Now, I definitely do not have the gift of worship or music. Cá nhân tôi thì không có talent trong việc ngợi khen thờ phượng. I can't sing and I can't remember things, so I can't remember lyrics. Tôi không thể hát hay và tôi cũng không thể nhớ các lời bài hát được. But that's okay because other people at VBC Houston have that gift or have other gifts that they can bring to the body of Christ. Nhưng điều đó không sao cả bởi vì Chúa cho các anh chị em khác có cái talent này để có thể ngợi khen thờ phượng Chúa. Some of the gifts, this is not the whole list, but some of the spiritual gifts that God can unlock in us and the Holy Spirit can give us are the gifts of administration, service, leadership, hospitality, worship, tongues, and the interpretation of tongues, miracles, healing, teaching, pastoring, prophecy, evangelism. Talent trong thánh linh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta có thể là quản trị, phục vụ, lãnh đạo, tiếp khách, ngợi khen thờ phượng, tiếng lạ, thông giải tiếng lạ, phép lạ, chữa lành, dạy dỗ, chăn bày, tiên tri, truyền giáo. And every gift is important. Mỗi talent đều là một talent rất là quan trọng đối với Chúa. My best friend, he's a dentist. Tôi có một người bạn thân là một nha sĩ. And from time to time, he will go on missionary trips. He went one time to Vietnam to provide dental care for those in Vietnam who might not be able to have enough money to afford dental work. Và anh rất là thường xuyên đi công tác về hầu việc Chúa trong những cái chuyến từ thiện cũng như là những cái chuyến đi đến những cái vùng nơi người dân của ở đó thì không có nhiều tài chính và để giúp đỡ cho họ và làm vệ sinh răng miệng cho những em bé trẻ nhỏ ở đó. Now, a lot of times he will tell me that people think that because he's a dentist, he's the most important person in this whole operation. Và có rất là nhiều người trong đoàn đi cùng với anh thì sẽ nói rằng là bởi vì anh là nha sĩ cho nên là anh là người quan trọng nhất trong đoàn. But he told me that the most important person to him is a person that comes in before he sees the patient and the person that sets out all the dental tools and gets the room ready for the patient to come in. Nhưng mà anh lại nói rằng là đối với anh người quan trọng nhất là người mà đi vào trong phòng khám trước anh để chuẩn bị cho căn phòng khám này sạch sẽ trước khi anh gặp gỡ các bệnh nhân cũng như là những người đến để sử dụng dịch vụ. And that reminded me that every gift that we have is important as we contribute to the body of Christ.
Điều đó nhắc nhở cho tôi đó là trước mặt Chúa thì mỗi một ta lân đều quan trọng như nhau. We're one body with many members. Chúng ta cùng là một thân thể của Đấng Christ và trong thân thể của Đấng Christ của chúng ta thì có rất là nhiều thành viên khác nhau. Yes, our pastors play a very important role and we need to continue to pray for them, but we all contribute to what God is doing here at VBC Houston. Dĩ nhiên thì vai trò của các quý mục sư rất là quan trọng, nhưng mà vai trò và ta lân của chúng ta trước mặt Chúa cũng rất là quan trọng nữa. To continue and go into the 42nd year of ministry, it's going to take all of us being used by God. Để chúng ta tiếp tục được đi cùng với nhau là với tư cách là một hội thánh trong năm thứ 42 này thì chúng ta cần phải sử dụng ta lân của mình để đóng góp vào trong công việc Chúa. Amen. Amen. Prayer point number 4. We will pray that God will cover VBC Houston's finances in the blood of Jesus. Điểm mà chúng ta cần cầu nguyện thứ tư đó là xin Chúa Ngài bao phủ tài chính của VBC Houston trong huyết báu của Chúa Giêsu. In the scripture that we read at the beginning from Genesis 28, we read about that ladder that connected earth to heaven. Trong phân đoạn Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 28, chúng ta đã được học về cái thang bắt từ dưới đất đầu đến tận trời. And some of you might think, well, that happened in the Old Testament. Is it relevant today? In the time that we are living now. Có thể là có một số trong chúng ta sẽ suy nghĩ rằng là câu chuyện đó xảy ra trong Cựu Ước liệu nó có còn liên quan trong thời nay không? If we look at the book of John, the Gospel of John chapter 1. Nếu mà chúng ta đọc Kinh Thánh Giăng đoạn 1. The scripture that we read ties into what happens in John chapter 1. Thì phân đoạn Kinh Thánh của Sáng Thế Ký mà chúng ta đã vừa học cùng với nhau cũng có liên quan đến phân đoạn sách Giăng đoạn 1 nữa. At the end of chapter 1, we read about how Peter, John, and Andrew, they see Jesus and they recognize that he is the Son of God. Trong cuối phân đoạn của Kinh Thánh sách Giăng thì chúng ta đã được học về các môn đồ là Giăng, Phi-e-rơ và An-rê nhìn thấy Chúa Giê-xu và tin Ngài là Đấng Christ. They get really excited because they see the Messiah, Jesus Christ, and so they decide to tell others around them, come see the Son of God. Họ rất là phấn khích khi nhìn thấy Chúa, nhìn thấy Đấng Messi, cho nên là họ đi ra ngoài và loan báo tin này cho tất cả mọi người cùng được biết. So other people begin to come and see for themselves Jesus, and they recognize too that he is the Son of God. Và những người đó họ tề tụ lại với nhau và nhìn thấy Chúa và họ nhận ra rằng đó là Đấng Messi. So Nathaniel, who's a person that comes to see Jesus for himself. Một trong số đó là Nathanael. He also agrees and proclaims that Jesus, yes, you are the Son of God. Ông cũng đã được nhìn thấy Chúa Giêsu và ông cũng gọi Ngài là con Đức Chúa Trời. And in John chapter 1 verses 50 and 51 we read. Hãy cùng đọc Giăng đoạn 1 từ câu 50 đến câu 51. And this is Jesus talking to Nathanael. Để xem là Chúa Giêsu Ngài đã nói gì với Nathanael. Jesus answered and said to him, "Because I said to you, I saw you under the fig tree. Do you believe? You will see greater things than this." Verse 51. And he said to him, "Most assuredly, I say to you, hereafter you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man." Đức Chúa Giêsu đáp rằng, "Vì ta đã phán cùng ngươi rằng, ta thấy ngươi dưới cây vả thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó." Ngài lại phán, quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người." So we see the words again, angels ascending and descending. Và chúng ta lại, trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta lại nhìn thấy một lần nữa, đó là các thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. But instead of seeing a ladder, we see the Son of Man being referenced. Nhưng mà thay vì là các thiên sứ lên xuống trên thang, thì ở đây trong sách Giăng, Chúa có nói là các thiên sứ lên xuống trên con người. So what we can take away from that is Jesus is the ladder. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu chính là cái thang. He's the one that connects heaven to earth. Chúa Giêsu chính là đấng kết nối giữa trời và đất. He is the one that connects God to us. Chúa Giêsu chính là đấng hòa giải và kết nối cho giữa chúng ta và Đức Chúa Trời.
He is the mediator. Ngài chính là đấng hòa giải. And because of what he did on the cross, once we accept Christ into our lives, our sins are forgiven, and now we have this access to God for ourselves. Và bởi vì những gì mà Chúa Giêsu Ngài đã làm trên thập tự giá, cho nên là bây giờ chúng ta có một mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. And it is the blood of Jesus that our sins are forgiven. Và bởi vì huyết báu của Chúa Giêsu mà các tội lỗi mà chúng ta đã phạm đã được tha. He was the perfect lamb that was slain for us to be forgiven of our sins. Ngài chính là chiên con mà bởi huyết máu chiên con của Ngài mà tội lỗi của chúng ta đã được tha. And the blood of Jesus also gives us protection. Và huyết báu của Chúa Giêsu cũng ban cho chúng ta sự bảo vệ. The blood of Jesus gives us victory over Satan. Amen. Và huyết báu của Chúa Giêsu ban cho chúng ta sự đắc thắng khỏi Satan. Amen. Revelation 12 verse 11 reads, and they overcame him by the blood of the lamb and by the word of their testimony. Kinh Thánh sách Khải Huyền đoạn 12 câu 11 có chép rằng chúng đã thắng nó bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình, chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. So tonight let's pray over VBC's finances. Tối hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện xin Chúa cầu nguyện cho tài chính của Hội Thánh VBC Houston. We have faithful givers who sow into the ministry. Chúng ta đã và đang có rất là nhiều cơ đốc nhân trung tín trong việc dâng hiến cho Hội Thánh. And our prayer is that God will protect and bless our finances as VBC Houston. Và lời cầu nguyện của chúng ta sẽ là xin Chúa Ngài bảo vệ cũng như là ban phước cho tài chính của Hội Thánh. It's amazing because the ministry here at VBC Houston is not just within these four walls. Thật là kỳ diệu khi mà chúng ta nghĩ về việc là mục vụ của VBC Houston không chỉ là ở trong hội thánh, không chỉ trong bốn bức tường này mà thôi. And so God has used the finances that everyone has sowed into the kingdom to bless people outside our four walls as well. Và Chúa Ngài đã sử dụng món tiền dâng hiến của hết thảy chúng ta để có thể ban phước cho rất là nhiều người ở ngoài kia trên thế giới nữa. We are able to minister in Vietnam and other places in the world. Hội Thánh có thể phục vụ cho nhiều người ở Việt Nam và nhiều người ở trên tại các quốc gia khác trên thế giới. We have outreaches that we try to reach people in our community. Và chúng ta có thể được vươn ra ngoài cộng đồng. We even sow into an orphanage in Colombia with Pastor Mike Roses and his team over there. Và chúng ta cũng có thể dâng hiến cho cho nhà trẻ mồ côi của mục sư Mike Roses ở tại Colombia. And there's a radio ministry too where we reach people through that form of media. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có một vụ mà mục sư giảng dạy qua radio và qua đó thì nhiều người cũng đã được đụng chạm. And we know that the enemy comes to steal, kill and destroy. Chúng ta biết rằng là ma quỷ thì việc nó muốn làm đó là cướp giết và hủy diệt. And so let us pray the protection in the blood of Jesus over our church finances so that we can continue to reach the people out there for Jesus. Cho nên là chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa Ngài bảo vệ tài chánh của Chúa Giêsu, tài chánh của Hội Thánh VBC Houston bằng huyết báu của Chúa Giêsu để chúng ta có thể tiếp tục phục vụ cho nhiều người không chỉ là ở trong bốn bức tường này mà ở ngoài thế giới nữa. In the story or in scripture that we read about Jacob at the end of those verses, Jacob declares to God that he will give a tenth of everything that God gives him. Trong phần cuối của phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã được học về Gia-cốp, thì Gia-cốp đã hứa với Chúa rằng là ông sẽ dâng lên cho Chúa một phần mười những gì mà ông nhận được. And that ông was làm his ra. Way of worshiping God and knowing that God is his provider. Và đó là cách mà ông thờ phượng Chúa và ông công bố đức tin rằng là Đức Chúa Trời chính là đấng mà có thể chu cấp cho ông. And may we continue to be a people that worships God with everything, including in our finances and as we sow into the kingdom. Xin Chúa Ngài cho chúng ta là tiếp tục là những cơ đốc nhân thờ phượng Chúa và tin kính Chúa qua việc dâng hiến. And so we will continue to pray and declare that there will be no lack with our finances so that God continue
to use us to be a blessing to others. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện và công bố rằng sẽ không có sự thiếu thốn và nhiều người sẽ dâng hiến cách vui lòng và rời rộng. And last prayer point number 5. Let's pray and cover VBC Houston in the blood of Jesus as a whole church, but we in particular want to pray for God's protection over the production team. Và điểm cuối cùng mà chúng ta cầu nguyện đó là xin Chúa bao phủ VBC Houston trong huyết của Chúa Giêsu. Xin Chúa Ngài bao phủ không chỉ hội thánh của chúng ta nói chung, mà tối hôm nay chúng ta cần cầu nguyện đặc biệt riêng cho đội ngũ sản xuất kỹ thuật nữa. And so let's pray for Pastor Sam, Julianne, and An Thieng as they lead out that particular ministry. Xin chúng ta hãy cầu nguyện cho Mục sư Sam, Julianne và Chú Thiện Dũng là những người hướng dẫn cũng như là những người trưởng ban của mục vụ này. When the ministry here at VBC Houston first started, we didn't have live stream on Facebook or YouTube or anything like that. Trong nhiều năm trước thì hội thánh của chúng ta không có cái đội ngũ sản xuất kỹ thuật cũng như là không có việc là trình chiếu các buổi nhóm qua mạng trực tuyến như thế này. In the beginning when we first streamed our services live, trong thời gian đầu mà khi hội thánh bắt đầu việc trình chiếu các buổi nhóm qua mạng trực tuyến, it was a little rough because the audio wasn't always the best. Hội thánh đã gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì đôi khi thì âm thanh nghe không hay. The video quality wasn't the best. Hay là chất lượng của video cũng không được rõ. And our prayer has always been that we have excellent quality live streams and video so that people at home can encounter God just as if they were here in the sanctuary. Và lời cầu nguyện của Hội Thánh VBC luôn là Chúa Ngài ban phước cũng như là bảo vệ các thành quả của một vụ sản xuất kỹ thuật này để cho những người theo dõi các buổi nhóm qua mạng trực tuyến cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa như là chúng ta đang theo dõi buổi nhóm trực tiếp ở tại VBC Houston. And our prayers as people worship online that they will also encounter the presence of God and the Holy Spirit at home as well. Và để cho họ khi mà họ ngợi khen thờ phượng Chúa ở tại nhà thì họ cũng có thể kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa cũng như là sự hiện diện của Đức Thánh Linh nữa. And with the internet nowadays, people can tune in 24 hours any time of the day. Với sự hiện đại của mạng trực tuyến thời nay thì tất cả mọi người trên thế giới có thể theo dõi các buổi nhóm của chúng ta bất kỳ lúc nào. And people can tune in from all around the world. Tất cả mọi người trên thế giới đều có thể tìm và theo dõi các buổi nhóm của hội thánh chúng ta. So let's pray that the production team will be continually strengthened and come against any and all demonic hindrances and technical difficulties covering the web streaming in the blood of Jesus. Chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa Ngài ban sức mới cho đội sản xuất kỹ thuật cũng như là cầu xin Chúa Ngài giúp chúng ta chống lại mọi kế hoạch của ma quỷ gây ra trục trặc kỹ thuật. Xin Chúa Ngài cũng bao phủ làn sóng chiếu trực tuyến trong huyết của Chúa Giêsu. So I asked the production team to show the prayer points on the screen and hopefully they can get that up. But at this time, let us break out for a few minutes to pray over these prayer points. If you can at least pray for one prayer point, let's do that because as we move into 42 years of ministry, we need to cover VBC Houston in prayer. Thì giờ này thì tôi đã yêu cầu ban sản xuất trình chiếu những cái điểm mà chúng ta cần cầu nguyện có 5 điểm. Thì xin quý vị dành thời gian ngay tại hàng ghế của mình cầu nguyện cho 5 điều này hay là dù chỉ là một điều mà thôi. Bởi vì khi mà chúng ta bước vào năm thứ 42 của một vụ của VBC Houston thì hội thánh cần hơn hết những lời cầu nguyện của quý vị. Let's continue to pray that people as they stream our services and come here in person that they will encounter God for themselves. Và chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho những quý con cái Chúa đến tham dự các buổi nhóm trực tiếp của VBC Houston hay là những con cái Chúa theo dõi qua mạng trực tuyến, họ sẽ được Chúa Ngài đụng chạm. May this be a ministry that continues to make an impact for generations to generations to come. Nguyện xin Chúa Ngài sử dụng một vụ sản xuất kỹ thuật làm nguồn phước cho hàng ngàn thế hệ tiếp theo. Amen.
Amen. Let's pray, church. Amen. I'll come in a few minutes to close out in prayer, but let's just dig in and press into God right now and just ask Him to just bless us in the work here at VBC Houston. Một chút nữa thì tôi sẽ đến và kết thúc buổi nhóm ngày hôm nay. Thì giờ này thì xin quý vị hãy dành thời gian để cầu nguyện một cách cá nhân với Chúa về năm điều mà chúng ta cần cầu nguyện cho buổi tối ngày hôm nay.
Lord, we thank you, Lord, for this evening. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa bởi vì buổi tối ngày hôm nay. We know your word, God, says that where two or more are gathered, you are in the midst, you are here. Chúng con biết rằng lời của Chúa cũng có nói rằng cho dù chỉ có đôi ba người nhóm họp tại nơi đây, nhưng mà Chúa Ngài ở đây cùng với chúng con. We just pray, God, that you will hear all of our prayers. Xin Chúa Ngài lắng nghe hết thảy những lời cầu nguyện của mỗi một chúng con. We pray for that open gate of heaven upon VBC with angels ascending and descending. Chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài mở cửa trời của Ngài và cho chúng con được thấy các thiên sứ đi lên đi xuống trên thang của Ngài. We pray, Holy Spirit, that you will invade this place. Xin Chúa Ngài ban sự hiện diện của Ngài tràn ngập tại nơi này. Give us the boldness to minister wherever we go. Và xin Chúa Ngài ban cho chúng con sự dạn dĩ để có thể hầu việc Chúa trong mọi nơi mà chúng con đi. And we pray, Holy Spirit, that you will activate all the gifts that are in each and every one of us here at VBC. Xin Chúa Ngài kích hoạt hết thảy những thứ ơn mà Chúa Ngài ban cho mỗi một chúng con. We thank you, God, for these gifts that you have given us. Chúng con cảm tạ ơn Chúa cho bởi vì Chúa Ngài đã ban ơn cho mỗi một chúng con. And we know, God, that the greatest gift is love. Và chúng con biết rằng ơn đặc biệt nhất, tuyệt vời nhất đó chính là tình yêu. And as we go about and minister to others, may we do it with love. Và khi xin Chúa Ngài cho chúng con, khi chúng con đi ra ngoài kia để hầu việc Ngài, thì xin Chúa Ngài cho chúng con làm điều đó với tình yêu của Ngài. With that kind of love, Jesus, that you had when you were ministering here on earth. Với tình yêu của Chúa Giêsu khi mà Chúa Giêsu Ngài hầu việc Cha khi mà Ngài ở trên đất này. And we also pray that, Lord Jesus, that you will cover in the blood of Jesus the finances of this church. Xin Chúa Ngài hãy bao phủ tài chánh của hội thánh của VBC Houston của chúng con trong huyết báu của Ngài. We pray, God, that every time we sow into the kingdom, chúng con cầu nguyện Chúa rằng mỗi khi chúng con gieo vào trong vương quốc của Ngài, that you will protect that seed and may it be used to expand your kingdom. Thì Chúa Ngài sẽ bảo vệ hạt giống đó và sử dụng nó làm nguồn phước cho vương quốc của Ngài. And we pray, God, that you will cover VBC Houston's production team in the blood of Jesus. Xin Chúa Ngài hãy bao phủ đội ngũ sản xuất kỹ thuật của hội thánh của chúng con trong huyết báu của Ngài. And may you continue to use that ministry to be able to share the gospel all around the world through our live streaming services. Và xin Chúa Ngài hãy tiếp tục sử dụng mục vụ này để chúng con có thể vươn tầm ra và đụng chạm đến những người ở ngoài kia trên khắp thế giới. We thank you, God, that you have called this church for a time such as this. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Chúa Ngài đã kêu gọi hội thánh của chúng con cho thời điểm này. No matter how dark the world is, we thank you, God, that there is your light shining through this church. Cho dù thế gian ở ngoài kia có đen tối như thế nào thì Ngài chính là ánh sáng cho chúng con. You get all the glory. Nguyện xin Chúa Ngài nhận lấy hết sự vinh hiển. And lastly, we want to pray for Pastor Khan, Pastor Sam, and the other ministry team members who went to Vietnam that they will land safely here in Houston. Và cuối cùng, chúng con cũng muốn cầu nguyện cho Mục sư Khánh, Mục sư Sam và các thành viên trong đoàn mục vụ đang trên máy bay để trở lại về với Houston. We ask, God, that tomorrow and tonight, God, that you will send your angels to strengthen them. Chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban thiên sứ của Ngài để giúp sức cũng như là ban thêm sức mạnh cho họ. As they look to continue to minister for you as they land back here in Houston. Bởi vì sau khi mà họ trở về lại với Houston thì họ sẽ tiếp tục trong công việc hầu việc Ngài. And for all of us here tonight and those watching online, we even pray too that you will send your angels to give us strength and to give us rest this evening. Và xin Chúa Ngài cũng ban thêm sức cho hết thảy mỗi một chúng con có mặt tại nơi đây cũng như là những quý vị đang theo dõi buổi nhóm này qua mạng trực tuyến. And as we wake up tomorrow on Saturday, may we just look for opportunities. Give us opportunities, God, to be able to minister to others. Để khi chúng con thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau, thì nguyện xin Chúa Ngài ban cho chúng con có cơ hội, cũng như là ban cho chúng con có tấm lòng để tìm kiếm cơ hội để được làm chứng về Ngài. We love you, God. Chúng con yêu Ngài. And it is in your Son's holy and precious name that we pray. Và trong danh Chúa Giêsu Christ, chúng con cầu nguyện.
Amen. Amen. Well, praise the Lord, church. At this time, let us gather in the foyer as we have a time of fellowship and refreshments. Ngợi khen Chúa, cảm ơn hội thánh. Thì giờ này thì xin hội thánh hãy cùng nhau đến với tiền sảnh vì hội thánh cũng đã chuẩn bị cho chúng ta các món ăn và bữa ăn nhẹ. God bless you, and we'll see you again 10 a.m. this Sunday. Xin Chúa ngài ban phước cho quý hội thánh và xin được gặp lại quý hội thánh vào lúc 10 giờ sáng ngày Amen. Chủ nhật. Come on, Amen. Chúa.